Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món canh mướp đắng. Làm sao để chúng ta có được cái món canh mướp đắng nó ngon, ngọt và nó không có bị đắng các bạn nha. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ thôi để chúng ta có thể khử được cái vị đắng trong mướp đắng. Và mình mời các bạn này sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món mướp đắng nhồi thịt các bạn nhé. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo làm sao để chúng ta có thể nấu được cái món mướp đắng nhồi thịt này mà nó không bị đắng nhiều này. Và làm sao để chúng ta có được một cái món ăn ngon, không bị quá là đắng. Và ở đây thì đầu tiên mình sẽ nói về việc lựa nguyên liệu các bạn nhé. Để lựa cái mướp đắng này, khi mà các bạn nấu món canh mướp đắng này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là những cái trái mướp đắng nó còn non, không già và không bị vàng thì nó sẽ ít đắng hơn. Và đặc biệt đó là khi mà các bạn mua, các bạn bấm cho mình như thế này. Đó, đây cũng là một cái cách thử để chúng ta có thể biết được xem là cái trái mướp đắng của mình nó có non hay không. Và hôm nay thì mình có nấu canh với cả ớt sừng. Cái ớt này thì nó không có cay và nấu để cho những ai mà thích ăn các vị cay á thì ăn cái ớt kèm với ớt này nó sẽ rất là ngon. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 300g thịt nạc vai các bạn nhé. Thịt nạc vai thì nó sẽ rất là mềm, giòn, ngon và nó có cái mỡ nó rất là béo và nó không bị ngấy các bạn nhé. Đó, và các cái nguyên liệu kèm theo của cái món này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê muối, hành khô, tỏi, rau mùi này, hành lá và nấm hương. Nấm hương thì nó sẽ làm cho cái phần thịt nhồi của chúng ta nó rất là thơm. Và một chút đường để chúng ta sơ chế cái phần mướp đắng các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm các bạn nha. Cái phần mướp đắng này thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần đầu nó đi. Sau đó thì các bạn sẽ rạch một cái đường. Các bạn nhớ nhé, có nghĩa là các bạn nhìn xem là cái hình của cái trái mướp đắng này nó cong theo cái đường nào thì mình rạch ở cái phần eo đó. Các bạn dùng dao, các bạn rạch cho mình một cái đường. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái muỗng, một cái thìa để các bạn có thể lấy được cái phần ruột ở bên trong nha. Đó. Các bạn vành nó ra và các bạn lấy cho mình cái ruột ở bên trong. Và để cho cái phần khổ qua, cái trái mướp đắng này hay còn gọi là khổ qua, nó bớt đi cái vị đắng thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình ở trong này nó có cái màng trắng á. Đó, có cái màng trắng trắng này này. Các bạn chịu khó các bạn cạo đi cho mình nhá. Mình sơ chế nó kỹ á, thì khi mà các bạn nấu cái món ăn này lên nó không có cái vị đắng. Và cái món mướp đắng này thì nó có cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe, cho nên là bình thường bây giờ ở ngoài miền Bắc đang là mùa của mướp đắng này, cho nên là mình cứ khoảng một tuần thì mình ăn 2 đến 3 bữa mướp đắng. Trong mướp đắng thì nó có tính giải nhiệt rất là tốt, mát gan, đó, giảm mỡ máu luôn á các bạn, cho nên là thường xuyên ăn cũng rất là tốt. Đó, các bạn cạo sạch cho mình như này nhá. Và các bạn làm tương tự cho mình như vậy cho đến hết nhá. Đó các bạn ơi, đây cái phần mướp đắng nó non thì nó sẽ cái phần hạt nó sẽ rất là mềm. Đó, và đây thì mình đã lấy xong 3 cái trái này rồi. Ớt các bạn cũng làm tương tự như mình cho mình như vậy nhá. Ớt thì các bạn cũng tách lấy cho mình, tách bỏ cái phần hạt đi. Cái ớt này thì nó không có cay đâu. Các bạn bỏ hạt đi cho mình nha.
Sau khi mà các bạn đã tách xong cho mình hết cái phần ruột như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sơ chế để cho nó bớt đắng các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là một cái chậu nước, sau đó các bạn thêm cho mình một muỗng muối. Sau đó các bạn ngâm cho mình cái phần mướp đắng này. Ớt các bạn ngâm ở bên cạnh luôn cho mình, để cho nó giảm bớt cái vị đắng và vị cay đi. Đó, và các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nhé. Và 15 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại. Trong lúc đó thì mình sẽ đi làm cái phần nhân nha. Các bạn ơi, các bạn sẽ để ra cho mình 6 đến 7 cái lá hành thật là dài nhá. Dài để lát nữa mình trụng qua để mình buộc, mình bó cái phần mướp đắng lại nha. Và đây thì các bạn sẽ thái cho mình cái phần hành và mùi thật là nhỏ. Đến cái phần nấm hương, các bạn có thể sử dụng nấm hương hoặc là mộc nhĩ để các bạn làm món này. Nhưng mà như nhà mình làm ấy thì nhà mình hay cho nấm hương bởi vì nó thơm lắm các bạn. Nó thơm mà nó quyện với cả cái mướp đắng, nó rất là ngon và nó bùi. Cái nấm hương này thì các bạn sẽ phơi, các bạn sẽ ngâm nước ấm cho mình để cho nó nở ra. Đó, sau đó các bạn sẽ thái thành những cái sợi dài như thế này nha. Chứ mình không có băm, băm thì nó nát và nó không có quyện lại được với cái phần thịt. Nhìn nó không được đẹp. Các bạn có thể sử dụng mộc nhĩ hoặc là nấm mèo để thay cho nấm hương nhé. Các bạn sẽ để lại cho mình một vài cái nấm để lát nữa mình nấu canh. Hành tỏi các bạn sẽ đập dập và băm nhỏ ra cho mình. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần thịt vào đây cho mình ạ. Sau đó các bạn thêm cho mình cái hành tỏi mà các bạn vừa mới băm nhuyễn ra nhé. Thêm cho mình nấm hương, hành. Các bạn bớt lại một chút để lát nữa khi mà mình nấu xong ấy, các bạn có thể cho vào trang trí để cho cái món ăn của chúng ta nó thêm phần đẹp mắt. Và các bạn sẽ thêm vào đây cho mình đó là một muỗng cà phê bột ngọt, muỗng cà phê muối, một chút tiêu xay nhé. Để cho cái phần thịt này nó thấm gia vị thì các bạn sẽ dùng cái bao tay, các bạn bóp cho mình. Bạn bóp để cho nó thật là ngấm gia vị.
bóp cho mình. Đến khi mà các bạn thấy nó ngấm đều gia vị rồi thì các bạn sẽ để vào trong ngăn đá tủ lạnh cho mình 15 phút nhé. Để cho cái phần thịt này nó quện lại với nhau, thì lát nữa khi mà các bạn nhồi vào trong cái phần mướp đắng nó sẽ dễ dàng hơn. Mà các bạn đã ngâm cho mình cái phần mướp đắng ở trong nước muối được 15 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ bỏ ra nhé. Các bạn sẽ bỏ cái phần mướp đắng này ra. Và ở đây thì mình có một cái mẹo, đó là để giảm đi cái vị đắng của cái phần mướp này thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình một chút xíu đường. Các bạn trà để cho cái phần phía trong của mướp đắng này. Đó, các bạn trà cho mình như vậy nha. Một chút xíu thôi thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái món mướp đắng của chúng ta. Cái này là ngày xưa khi mà mình đi học đại học là có quen cái bác bán cơm á. Ngày xưa học đại học là toàn ăn cơm suất thôi các bạn. Bây giờ thì là các bạn học sinh, sinh viên thì thường là như em mình đi học là tự nấu á. Nhưng mà ngày xưa là mình ở trong ký túc xá và không có được nấu ăn thì hay đi ăn ở ngoài. Và cái hôm đó thì đi ăn, tình cờ ăn cái món mướp đắng này và ôi bác ơi, tại sao mướp đắng nhà bác nó không có bị đắng vậy? Thế là bác bảo là bác có cái mẹo này đó. Thế là bác mới chỉ cho mình, đó là cho đường, một chút xíu đường. Và các bạn phải làm thật là sạch như mình này. Cạo hết cái lớp trắng ở phía trong đi. Sau đó dùng đường các bạn sát vô. Sát vô như vậy một chút thôi. Và để khoảng 10 phút để cho nó ngấm. Sau đó thì nó sẽ khử đi được. Và ớt cũng vậy. Muốn giảm đi cái độ cay của ớt thì các bạn thêm một chút đường. Các bạn sát vô. Và đặc biệt là cái ớt này thì nó đã không cay mấy rồi. Cái ớt sừng là cái ớt mà nó đẹp, dùng trong nấu ăn thì nó sẽ rất là đẹp. Nó không cay cho nên là mình làm được như vậy các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn mà dùng cái ớt nào mà nó cay á là các bạn phải đeo bao tay vô ha. Đó, các bạn thêm cho mình một chút vào như vậy thôi. Và các bạn sẽ chờ nhá. Khoảng 10 phút sau khi mà cái phần nhân nó được thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp món này nhá. Bây giờ sau khi mà các bạn đã để cho cái phần mướp đắng của chúng ta nó được rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nhé. Để mình trần sơ qua cái phần mướp đắng này. Để khi mà các bạn cho cái phần nhân vào thì nó kết dính được hơn với cái phần mướp đắng. Và các bạn trụng sơ như thế này thì nó cũng có cái tác dụng, đó là giảm bớt đi cái độ đắng của cái phần mướp. Trụng cho mình 1 phút thôi các bạn nhé. Các bạn trần cho mình được 1 phút như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Và vớt ra để thật là ráo nước. Sau khi mà các bạn đã trụng sơ cho mình cái phần mướp đắng như thế này và cái phần nhân các bạn để ở trong ngăn đá tủ lạnh nó cũng đã đông lại rồi ấy, thì các bạn sẽ nhồi cho mình cái phần thịt này vào nhé. Cái phần thịt khi mà các bạn nhồi vào trong cái phần trái mướp đắng như thế này thì các bạn nhồi cho mình một lượng vừa phải thôi. Bởi vì là khi mà các bạn nấu lên thì cái phần thịt ở trong cái mướp trái mướp đắng này nó cũng sẽ nở ra ấy. Cho nên nếu như mà các bạn nhồi nhiều quá thì khi mà các bạn nấu lên thì nó hay bị bung ra ngoài, không có được đẹp.
Nếu như mà các bạn thích ăn cái vị ngọt của đường thì các bạn có thể thêm thêm vào cho mình nhé. Bạn có thể thêm cái phần đường vào cái phần nhân á. Khi mà các bạn trụng sơ qua như vậy thì các bạn sẽ thấy là các bạn nhồi vào cái phần nhân này nó rất là dễ, không có bị khó nha. Cái phần là hành thì các bạn cũng sẽ trụng sơ cho mình, để khi mà các bạn làm xong các bạn có thể buộc nó lại như thế này. Đó, các bạn trụng qua như vậy thì các bạn buộc lại như thế này này thì nó không có bị bung ra nha. Không có bị đứt. Khi mà các bạn đã làm xong cho mình cái phần nhồi cho mình xong cái phần thịt rồi thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái nồi nước nhé. Các bạn chuẩn bị một nồi nước và mình cái phần thịt còn thừa các bạn vo viên lại cho mình, để mình nấu cái phần nước, để mình nấu canh mướp đắng để có cái độ ngọt từ thịt đó các bạn. Các bạn vo viên như mình nhìn nó như cái miếng như cái viên chả. Còn nếu không thì các bạn có thể nấu thịt băm không cũng được. Nhưng mà theo như mình thì vo viên như thế này nó vừa ngọt mà nó không bị rời thịt ra cái phía nước, lúc ăn mình lấy cũng dễ dàng hơn. Các bạn cho cái phần nấm này vô cho mình. Cái bếp của mình nó bị kẹt rít á. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần mướp đắng vào để chúng ta nấu nha. Đó. Và để cái món ăn này của chúng ta nó không bị đắng thì khi mà các bạn nấu canh như thế này, các bạn sẽ mở vung ra cho mình nhé, mở vung để nó bay hết cái phần hơi đắng đi. Thì chúng ta sẽ có một cái món canh nó không đắng một chút nào cả. Để nêm món này thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê bột ngọt. Và các bạn nấu cho mình trong khoảng thời gian là 20 đến 30 phút. Nếu như mà các bạn muốn ăn mềm hơn thì các bạn nấu 30 phút. Còn không thì các bạn chỉ cần nấu cho mình 20 phút là cái món ăn này của chúng ta nó đã chín tới rất là ngon rồi. Và sau 20 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp cái món này các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã nấu cho mình ở đây được 20 phút như thế này rồi thì cái phần mướp đắng của chúng ta nó đã rất là chín. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra một cái tô các bạn nhé. Cho nó vào một cái tô như thế này. Đó, cái phần mướp đắng nó đã rất là chín. Các bạn sẽ thêm vào đây cho mình những cái trái ớt này. Đó, nhìn hấp dẫn không các bạn? Rất là ngon luôn ạ. Sau đó các bạn thêm vào đây đó là cái phần nước dùng. Đó, nước dùng của cái món này nó phải trong và nó hấp dẫn lắm. Thêm vào đây cho mình nha.
Đó các bạn ơi, vậy là mình đã có một cái tô rất là ngon như thế này rồi. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.